الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وإمام المتقين وصفوته من الخلق أجمعين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إن شاء الله trong phần 3 này thì chúng ta sẽ nói về một số điều liên quan cũng như một số thắc mắc về cõi Barzakh, về thế giới Barzakh. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng cho quý đồng đạo Muslim hiểu rõ hơn và đúng đắn hơn về đức tin nơi cõi Barzakh. Điều thứ nhất liên quan đến cõi Barzakh đó là có phải sự hưởng thụ trong cõi Barzakh chỉ là một giấc ngủ ngon lành? Thì dĩ nhiên sau ngày phục sinh sẽ không còn chết nữa, không còn ngủ nữa. Tuy nhiên trong cõi Barzakh thì thế nào? Những người không bị trừng phạt, có phải sự hưởng thụ của họ chỉ là một giấc ngủ dài và ngon lành đến giờ phục sinh, hay là một cuộc sống có ngủ, có thức, hoặc chỉ là thức không ngủ? Thì nói về sự trừng phạt và sự hưởng thụ trong thế giới cõi Barzakh, có rất nhiều hadith được thuật lại qua các lời thuật khác nhau từ nhiều vị sahaba như Ali bin Abu Talib, Zaid bin Thabit, Ibn Abbas, Al-Bara bin Azib, Abu Ayyub, Anas bin Malik, Jabir, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri và Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hài lòng về họ. Thì tất cả các lời thuật đều có nội dung tương đồng nhau, ngoại trừ lời thuật của ông Abu Hurairah. Thì có thêm một chi tiết cho thấy là sự hưởng thụ trong cõi Barzakh là một giấc ngủ ngon lành. Và lời thuật này đã được học giả Tirmidhi ghi lại và xác nhận là hadith tốt. Và hadith này cũng được Albani xác nhận là hadith tốt. Thì sau đây là phần trích dẫn hadith. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với ý nghĩa. Người nói là khi người chết hoặc ai đó trong các ngươi được chôn xuống mộ thì sẽ có hai vị thiên thần xanh đen được gọi là Nakir và Munkar xuất hiện và hỏi: "Ngươi nói gì về người đàn ông này?" Tức ám chỉ thiên sứ Muhammad. Người đàn ông đó nói: "Ta là người bề tôi của Allah và là vị thiên sứ của Ngài. Và tôi chứng nhận không có thượng đế nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị thiên sứ của Allah và bề tôi của Ngài." Thì hai vị thiên thần bảo: "Chúng tôi thực sự đã biết ngươi đã nói như vậy." Sau đó thì mộ của y sẽ được mở rộng với bề rộng là 70 và bề dài là 70 khiếu tay và được thắp đầy ánh sáng và y được bảo hãy ngủ. Thế là y nói: "Tôi muốn trở về gặp người thân của tôi để cho họ biết tình trạng tốt của tôi." Hai vị thiên thần Nakir và Munkar bảo: "Hãy ngủ một giấc ngủ giống như giấc ngủ của chú rể chỉ bị đánh thức bởi người yêu thương nhất của y cho đến khi Allah phục sinh trở lại." Thì ở đây, trong cái phần trích dẫn hadith chúng ta vừa nghe, cái lời "hãy ngủ một giấc ngủ giống như giấc ngủ của chú rể chỉ bị đánh thức bởi người yêu thương nhất của y" ám chỉ một giấc ngủ ngon lành. Tuy nhiên, nó không phải là bằng chứng khẳng định đó là giấc ngủ giống như giấc ngủ bình thường của cuộc sống trên thế gian này. Người Muslim chúng ta cần phải biết rằng cuộc sống cũng như những sự việc trong cõi Barzakh hoàn toàn không giống với cuộc sống và những sự việc trong thế giới trần gian. Bởi lẽ Barzakh là thế giới vô hình. Con người đang sống trên thế gian sẽ không thể nhận biết những gì đang diễn ra trong thế giới Barzakh bằng các giác quan vốn có của mình. Họ sẽ không thể nghe, họ sẽ không thể thấy, chạm, ngửi hoặc không thể nếm được bất cứ thứ gì trong cõi Barzakh để có thể nhận thức và mô tả lại một cách chính xác về những gì diễn ra nơi đó. Nói chi đến sự hoàn toàn khác biệt giữa hai thế giới vô hình và hữu hình, ngay cả trong cùng một thế giới hữu hình mà con người chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nhận được thì có những thứ mặc dầu cùng một sự việc hay cùng một khái niệm nhưng cũng lại rất khác nhau về bản chất. Chẳng hạn như việc ăn, ngủ và thở khi con người chúng ta là thai nhi trong bụng mẹ của chúng ta, nó hoàn toàn khác với việc ăn, ngủ và thở khi con người chúng ta đã ra ngoài bề mặt trái đất. Vì vậy, nếu ai đó cứ lấy những sự việc trong cuộc sống cõi trần để làm hình mẫu, so sánh, rồi mô tả và khẳng định cho các sự việc trong cuộc sống nơi cõi Barzakh, thì đó là điều vô lý, hoàn toàn sai. Do đó,
Người Muslim chỉ cần tin rằng trong cõi mộ có sự trừng phạt và sự hưởng thụ giống như những gì mà Quran và Sunnah đã thông tin cho biết. Còn sự việc cụ thể và chi tiết như thế nào thì đó là kiến thức nơi thế giới vô hình. Chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới biết rõ, cũng như chỉ khi nào chúng ta di chuyển đến thế giới đó thì chúng ta mới thực sự tường tận toàn bộ sự thật ở nơi đó. Tuy nhiên, vẫn có một số học giả nói rằng trong thế giới Barzakh sẽ không còn ngủ nữa, ở đó chỉ có cuộc sống, hoặc là bị trừng phạt, hoặc là được hưởng thụ cho đến ngày phục sinh. Và dĩ nhiên, Allah subhanahu wa ta'ala là đấng biết rõ hơn hết. Một điều liên quan thứ hai đến cõi Barzakh đó là trước khi được thổi vào bào thai thì linh hồn ở đâu? Thì như đã nói, không có một thông tin nào từ Quran cũng như Sunnah cho biết về linh hồn trong giai đoạn trước khi được thổi vào bào thai ở thế giới dạ con. Tuy nhiên, người Muslim cần biết rằng các linh hồn con người đã được tạo ra sau khi Allah subhanahu wa ta'ala đã tạo ra Adam alaihi salam, tổ tiên của loài người. Điều này được ám chỉ trong lời phán của Ngài. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala phán: Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy nhớ lại khi thượng đế của ngươi bắt con cháu của Adam, hậu duệ của họ được tạo ra từ các xương sống của họ, xác nhận đối với chính bản thân họ trước câu hỏi có phải ta là thượng đế của các ngươi. Họ đáp: Bẩm, đúng vậy, ngài chính là thượng đế của bầy tôi. Bầy tôi xin xác nhận việc ta hỏi các ngươi như thế là bởi vì e rằng vào ngày phán xét cuối cùng các ngươi sẽ nói bầy tôi thực sự đã không biết điều này, hoặc các ngươi sẽ nói quả thực chỉ tại trước đó cha mẹ của bầy tôi thờ phượng nhiều thần linh, còn bầy tôi chỉ là hậu duệ đi theo sau họ mà thôi. Lẽ nào ngài sẽ hủy diệt bầy tôi bởi những điều do những kẻ ngụy tạo đã làm? Chương 7 là Araf, câu 172 và 173. Ông Ibn Abbas thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Allah đã lấy giao ước của con cháu Adam từ xương sống của người tại Na'man, tức là tức khu vực Arafah. Allah đã cho ra từ xương sống của Adam tất cả con cháu của người, tức các linh hồn mà Ngài đã tạo ra. Rồi Ngài rải các linh hồn trước mặt Ngài giống như là các hạt bụi li ti và nói chuyện trực tiếp với họ. Và Ngài phán: Có phải ta là thượng đế của các ngươi? Họ đáp: Bẩm, đúng vậy, ngài chính là thượng đế của bầy tôi. Bầy tôi xin xác nhận việc ta hỏi các ngươi như thế là bởi vì e rằng vào ngày phán xét cuối cùng các ngươi sẽ nói bầy tôi thực sự đã không biết điều này, hoặc các ngươi sẽ nói quả thực chỉ tại trước đó cha mẹ của bầy tôi thờ phượng nhiều thần linh, còn bầy tôi chỉ là hậu duệ đi theo sau họ mà thôi. Lẽ nào ngài sẽ hủy diệt bầy tôi bởi những điều do những kẻ ngụy tạo đã làm? Chương 7 Al-A'raf, câu 172-173. Thì đó là cái hadith mà Ibn Abbas nói về cái câu kinh đó. Như vậy, câu kinh Quran và hadith chúng ta vừa nghe cho thấy các linh hồn đã được tạo ra trước khi được thổi vào bào thai theo ý muốn của Allah subhanahu wa ta'ala, và các linh hồn đều được tạo ra từ xương sống của Adam alaihi salam. Và trong một hadith khác nữa, thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala cho biết: والأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Và các linh hồn là những tập hợp gồm nhiều dạng khác nhau. Bởi thế, những linh hồn nào đã biết nhau thì chúng sẽ hòa hợp và tương đồng với nhau, còn những linh hồn nào chưa từng biết đến nhau thì chúng sẽ khác biệt nhau. Hadith do Muslim ghi lại. Cái hadith chúng ta vừa nghe cũng cho chúng ta thấy rằng các linh hồn đã được tạo ra từ trước khi được thổi vào bào thai. Hadith còn cho chúng ta biết rằng trước khi được thổi vào bào thai thì các linh hồn đã từng sống trong một thế giới vô hình nào đó mà Allah subhanahu wa ta'ala đã sắp đặt và an bài. Cho nên, các linh hồn này có thể đã biết nhau hoặc chưa từng biết nhau. Nếu những linh hồn
Nếu những linh hồn nào đã biết nhau trong thế giới vô hình đó, thì sau khi rời khỏi thế giới dạ con ra ngoài bề mặt trái đất, thì các linh hồn này sẽ dễ dàng hòa hợp và tương đồng với nhau. Còn nếu những linh hồn nào mà chưa từng biết đến nhau trong thế giới vô hình trước khi được thổi vào bào thai, thì các linh hồn này sẽ khác biệt nhau, tức khó mà hòa hợp và khó mà tương đồng nhau. Thực tế chúng ta thấy có những người chúng ta mới gặp mặt họ lần đầu, nhưng dường như chúng ta và họ đã từng quen biết trước đó. Họ và chúng ta dễ dàng tìm thấy điểm chung trong các vấn đề, và có những người chúng ta quen họ và gặp mặt họ thường xuyên, nhưng lại khó tìm thấy điểm chung trong các vấn đề. Một số học giả giảng giải hadith này nói những linh hồn nào đã từng biết nhau trước khi đến thế giới dạ con, thì sau khi ra bề mặt trái đất, nếu được gặp nhau trở lại thì họ dễ dàng hòa hợp trong các vấn đề, họ có thể dễ dàng lôi kéo nhau làm chuyện xấu và cũng có thể dễ dàng tác động lẫn nhau làm chuyện tốt. Và dĩ nhiên Allah subhanahu wa ta'ala là đấng biết rõ hơn hết. Một điều liên quan đến cõi barzakh tiếp theo nữa đó là người chết có cảm nhận được thời gian trôi qua trong thế giới barzakh hay không? Người chết sẽ cảm nhận thời gian trôi qua rất nhanh. Chúng ta hãy biết rằng người chết sẽ cảm nhận thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh hơn sự cảm nhận của một người đang ngủ. Học giả Ibn Uthaymeen nói, hãy biết rằng đối với người chết, thời gian trôi đi rất nhanh, giống như nó chẳng là gì cả. Allah đã làm cho một người đàn ông chết 100 năm và khi Ngài cho y sống lại, Ngài hỏi y, ngươi đã ngủ bao lâu rồi? Y đáp, thưa bề tôi chỉ ngủ một ngày hay một buổi gì đó. Ngài bảo y, không, ngươi đã ngủ cả 100 năm rồi đấy. Ngươi hãy nhìn vào thức ăn và thức uống của mình đi. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không bị hỏng với ngần ấy thời gian. Ngươi hãy nhìn vào con lừa của ngươi, đó đã chết thành đống xương khô. Ta lấy ngươi làm một dấu lạ cho nhân loại. Ngươi hãy nhìn vào những khúc xương, xem ta đã sắp xếp chúng, rồi làm cho thịt bao chúng lại như thế nào. Do đó, sau khi mọi thứ đã được phô bày một cách rõ ràng cho y, thì y đã nhận thức được thực tại. Y liền thốt lên, giờ đây bề tôi đã biết rõ Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. Quran chương 2, câu 259. Ông Sheikh Ibn Uthaymeen nói tiếp, và đó là thời gian 100 năm. Tương tự, những người trú ẩn trong hang núi, họ đã ngủ trong hang núi suốt hơn 300 năm và ngủ không như chết. Đối với chết thì thời gian trôi đi nhanh hơn. Những người chết, từ khi họ chết đi cho đến ngày phục sinh, những năm dài trôi qua đối với họ chỉ giống như chốc lát. Allah subhanahu wa ta'ala phán, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ دُحَاهَا. Vào ngày mà họ thấy nó, họ sẽ tưởng như mình chỉ ở trần gian trong một buổi chiều hay một buổi sáng gì đó thôi. Chương An-Nazi'at, câu 46. Thì đó là cái phần trích dẫn của cái lời nói của Sheikh Ibn Uthaymeen. Một điều liên quan nữa đến Khoi Barzakh, đó là người chết có cảm nhận và nghe thấy được những gì đang diễn ra trong cuộc sống của thế giới trần gian hay không. Về vấn đề này thì giới học giả Islam có hai luồng quan điểm khác nhau. Một nhóm học giả cho rằng người chết có cảm nhận và nghe được những ai đến viếng mộ của họ. Luồng quan điểm này được dựa trên các cơ sở giáo lý sau đây. Cơ sở thứ nhất đó là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khafqani alihim idha insarafu." Quả thực khi người chết được đặt xuống mộ thì y sẽ nghe được tiếng bước chân của những người tiễn y đến mộ lúc họ rời đi. Hadith Bukhari và Muslim ghi lại. Cơ sở thứ hai mà luận quan điểm này đưa ra đó là hadith về việc thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nói chuyện với những kẻ đa thần bị giết trong trận Badr. Người gọi họ: "Nay Abu Jahl bin Hisham, nay Umayyah bin Khalaf, nay Utbah bin Rabi'ah, nay Shaybah bin Rabi'ah. Lẽ nào các ngươi không thấy những gì Thượng Đế của các ngươi đã hứa là sự thật? Còn ta đã thấy những gì mà Thượng Đế của ta đã hứa là sự thật." Lúc đó ông Umar nghe thấy lời của thiên sứ thì ông nói: "Thưa thiên sứ của Allah, làm sao mà họ có thể nghe và làm sao mà họ có thể trả lời trong khi họ đã chết?" Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói với ông Umar:
Ta thề bởi đấng mà linh hồn ta nằm trong tay Ngài, rằng họ nghe được những lời ta nói với họ, nhưng họ không thể trả lời mà thôi. Hadith do Muslim ghi lại. Còn cơ sở thứ ba đó là hadith thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam bảo các vị Sahaba chào salam đến các mộ. Họ nói, nếu người chết không nghe được thì chắc chắn thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã không bảo chúng ta chào salam đến họ. Còn những học giả thứ hai thì cho rằng người chết không nghe được lời nói của người đang sống trên thế gian. Đây là luồng quan điểm của bà Aisha. Đồng thuận với luồng quan điểm này của bà là một số học giả thuộc trường phái Hanifa, Hanafi và một số học giả thời hiện đại như Bin Baz, Ibn Uthaymeen và các học giả khác. Bà Aisha cho rằng người chết không nghe được lời nói của người đang sống cũng như không cảm nhận được những gì đang diễn ra trong cuộc sống thế giới trần tục là dựa trên lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idha wallaw mudbirin. Ngươi thiên sứ Muhammad chắc chắn không thể làm cho người chết nghe được và cũng không thể làm cho người điếc nghe tiếng gọi khi họ đã quay lưng bỏ đi. Và trong câu kinh khác nữa, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: "Wa ma anta bi musma'in man fil qubur." Nhưng ngươi hỡi thiên sứ Muhammad không thể làm cho bất cứ ai trong mộ nghe được. Chương 35 An-Naml câu 22. Còn việc thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói chuyện với những người chết trong trận chiến Badr thì bà Aisha cho rằng đó là phép màu mà Allah dành riêng cho thiên sứ Muhammad trong một thời điểm nào đó, trong một thời điểm nhất định nào đó. Còn đối với hadith người chết khi đặt xuống mộ thì y sẽ nghe được tiếng bước chân của những người quay gót đi. Điều hadith này chỉ cho thấy đó là sự việc dành riêng cho người chết lúc đã được đặt xuống mộ. Trong hai luồng quan điểm trên ta vừa nghe thì luồng quan điểm được cho là đúng nhất đó là luồng quan điểm của bà Aisha, tức người chết không thể nghe và cảm nhận được những gì đang diễn ra trong cuộc sống trên thế gian, trừ trường hợp những người đang sống trên thế gian đến giếng mộ và chào salam đến những người trong mộ thì Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ cho các thiên thần mang lời chào salam chuyển đến họ. Học giả Ibn Qayyim rahimahullah đã nghiên cứu vấn đề này và biên soạn trong cuốn sách Linh hồn của ông, Ruh của ông, khẳng định rằng người chết biết được người viếng thăm y và y sẽ đáp lại lời chào salam đến người đó. Các bằng chứng cho sự việc này đó là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: bất cứ người Muslim nào đi ngang qua mộ người anh em của mình, y quen biết người đó trên thế gian, y chào salam người đó thì Allah sẽ trả linh hồn về thể xác của người đó để người đó đáp lại lời salam, lời chào salam. Quả thật, Nabi sallallahu alaihi wasallam đã giảng giải và chỉ dạy cộng đồng tín đồ của người nói khi nào họ viếng thăm các mộ: Assalamu alaikum ahlad diyar min al mu'minin wal muslimin wa inna insha'allahu bikum lahikun yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustaqhirin nas'alullah lana wa lakum al afiyah. Thì đây là cái lời chào salam đến mộ mà Nabi đã dạy chúng ta. Thì cái lời chào salam này có nghĩa là chào bằng an đến các vị hỡi những người có đức tin và Muslim nơi cõi mộ. Quả thật chúng tôi inshallah sẽ gặp lại các vị. Cầu xin Allah thương xót những người đi trước và những người đi sau. Cầu xin Allah ban phúc lành cho chúng tôi và các vị Muslim. Anh chào các vị. Hadith do Muslim ghi lại. Thì học giả Ibn al-Qayyim nói các vị Salaf đều đồng thuận cho điều này. Và quả thật có nhiều bằng chứng được ghi lại rằng họ đã điều nói người chết biết được người sống đến thăm viếng họ và họ được báo tin về điều đó. Quan điểm được cho là đúng nhất trong vấn đề này là người chết khi nghe thấy trong một số tình huống mà các bằng chứng giáo lý đã nói, chẳng hạn như người chết nghe thấy được tiếng bước chân của những người tiễn đưa quay lưng rời đi, nghe thấy lời chào salam của người viếng thăm mộ. Thì đây là quan điểm được tập thể các học giả nghiên cứu và kiểm chứng như Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Al-Qurtubi và những học giả khác. Còn riêng hình thức mà nghe như thế nào thì đó là thuộc về kiến thức của Allah Subhanahu wa Ta'ala, đứng tối cao và ảm tường. Dù là tình huống nào thì ngay cả khi nói rằng người chết đều nghe thấy tất cả trong mọi trường hợp thì chúng ta cần phải biết rằng linh hồn và thể xác trong cõi mộ, trong cõi barzakh mang bản chất và những đặc tính riêng biệt hoàn toàn khác với cuộc sống mà linh hồn và thể xác tồn tại ở cõi trần gian. Thì Allah, dĩ nhiên Allah mới là đấng biết rõ hơn hết. Một điều liên quan đến cõi barzakh tiếp theo nữa đó là Malak al-Maut là một vị thiên thần duy nhất hay có rất nhiều vị Malak al-Maut. Thì tiếng Malak al-Maut nếu là một danh từ tức
tên, chỉ định tên của vị thiên thần chuyên đi rút hồn người chết, thì điều đó được hiểu là chỉ có một Malak al-Maut duy nhất. Nhưng nếu tiếng Malak al-Maut là một tính từ, có nghĩa là vị thiên thần được giao nhiệm vụ rút hồn người chết, thì điều đó được hiểu là có rất nhiều vị Malak al-Maut. Và dường như việc hiểu rằng có rất nhiều vị Malak al-Maut là hợp lý nhất, bởi Allah subhanahu wa ta'ala đã phán trong kinh Quran của Ngài: Qul yatawaffakum malak al-mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ngươi tiên sứ hãy nói với họ: Malak al-Maut, thần chết, tức là vị được giao nhiệm vụ bắt hồn các ngươi, sẽ rút hồn các ngươi, rồi các ngươi sẽ được đưa về trình diện thượng đế của các ngươi. Chương 32, As-Sajdah câu 11. Và trong câu kinh khác nữa, Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ. Bởi thế, còn ai sai quấy hơn kẻ cáo buộc điều dối trá cho Allah hoặc phủ nhận các lời mặc khải của Ngài? Những kẻ đó chỉ hưởng được phần lộc đã an bài cho họ trong quyển kinh mẹ Allahul Mahfuz cho tới khi các sứ giả, là các thiên thần của ta đến rút hồn họ. Thì đó là những bằng chứng cho thấy là có rất nhiều vị Malak al-Maut. Và Allah subhanahu wa ta'ala dĩ nhiên là đấng biết rõ hơn hết. Một điều liên quan đến cõi Barzakh tiếp theo nữa, đó là những việc làm mà người sống có thể làm được cho người chết, đó là những việc làm nào? Thì chúng ta hãy biết rằng người còn sống được phép đi Hajj, đi hành hương cho người đã khuất khi nào mà người đã khuất chưa thực hiện Hajj bắt buộc. Thì trong bộ Muslim qua lời thuộc của ông Abu Burayda rằng có một người phụ nữ đến gặp thiên sứ của Allah nói: Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, quả thực mẹ tôi, thưa thiên sứ của Allah, quả thực mẹ tôi qua đời nhưng chưa thực hiện bổn phận Hajj. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói với người phụ nữ đó: Cô hãy đi Hajj thay cho mẹ mình. Một cái việc làm thứ hai nữa, đó là người sống sẽ thực hiện lời di chúc hay những lời dặn dò của người đã khuất. Một việc làm thứ ba mà người sống có thể làm cho người chết, đó là trả nợ thay cho người đã khuất khi họ chết đi mà vẫn còn mang nợ. Trong Musnad của Ahmad, ông Ibn Abbas thuật lại rằng một người phụ nữ đã hỏi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam rằng mẹ cô qua đời nhưng vẫn còn nghĩa vụ nhịn chay Ramadan, vậy cô ta có phải nhịn chay bù cho mẹ hay không? Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Cô hãy nhịn chay bù cho mẹ mình. Cô có thấy nếu mẹ cô mắc nợ thì cô có cần trả cho mẹ không? Thì người phụ nữ đó trả lời là: Thưa có, thiên sứ của Allah sallam nói, bởi vậy nợ Allah phải đáng trả, phải được trả hơn. Một việc làm tiếp theo nữa mà người còn sống có thể làm cho người chết, đó là người còn sống nên nhịn chay cho người đã khuất nếu họ chết đi trong tháng Ramadan nhưng vẫn chưa hoàn tất được cái tháng nhịn chay của mình. Bằng chứng là hadith của Ibn Abbas mà chúng ta vừa nghe. Và một việc làm nữa mà chúng ta có thể làm cho người chết, đó là chúng ta hãy làm sadaqah cho người chết. Trong bộ Al-Bukhari và Muslim, một người đàn ông đã đến hỏi thiên sứ của Allah: Quả thật mẹ tôi đã qua đời, nếu tôi làm sadaqah cho mẹ tôi thì mẹ tôi có được ân phước không? Thiên sứ của Allah sallam trả lời: Có. Và việc sadaqah cho người chết và người chết sẽ được hưởng ân phước của nó là điều đã được sự đồng thuận và thống nhất của toàn thể người Muslim. Tương tự, người sống có thể còn có thể làm một việc nữa, đó là cầu nguyện dua cho người đã chết, cho người đã khuất, cũng như giới học giả thống nhất và đồng thuận điều đồng thuận cái việc làm này. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý về vấn đề dua cầu nguyện cho người đã khuất để chúng ta thực hiện cho đúng với đường lối sunnah của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, và để chúng ta không rơi vào những việc làm bid'ah. Đi dua hay cầu nguyện cho người đã khuất theo đúng đường lối sunnah của thiên sứ của Allah được chia làm 3 hình thức. Hình thức thứ nhất, đó là lễ nguyện salat, tập liên salat. Tất cả những người Muslim có nghĩa vụ phải dâng lễ nguyện salat cho các anh em đồng đạo Muslim của mình khi họ chết đi. Đây là việc làm bắt buộc mang tính là tập thể, gọi là fardu kifaya. Có nghĩa là chỉ cần một nhóm người đứng ra thực hiện lễ nguyện salat cho họ thì tất cả tập thể sẽ không mang tội. Còn nếu như không có một ai đứng ra thực hiện thì cả tập thể đều mang tội. Và một khi cả tập thể thực hiện lễ nguyện salat này thì lễ nguyện salat đó của mỗi người sẽ trở thành điều sunnah, trở thành sunnah khuyến khích và được ban cho ân phước, ban cho cái ân phước rất lớn.
Và ân phước đó được gọi là một kiron ân phước. Và mỗi một kiron tương đương với một núi, một ngọn núi Uhud. Hình thức thứ hai cho cái việc mà cầu xin cho người chết đó là chúng ta istighfar, tức là cầu xin Allah Subhanahu và tha thứ. Thì thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bảo các vị Sahaba đứng lại nói là istighfar cho người anh em đã chết của mình sau khi mà mộ của họ vừa lắp đất xong. Thì hadith này do Abu Dawud ghi lại. Một cái hình thức thứ ba của việc dua cầu nguyện đó là dua mà mang cái ý nghĩa cầu xin sự tốt lành cho người chết. Thì người còn sống được khuyến khích dua cầu nguyện cho người đã khuất. Cách thức dua cho người đã khuất là đúng theo sunnah của thiền sư Muhammad Sallam, là mỗi cá nhân riêng lẻ hãy cầu xin, hãy dua đến cho người chết. Khi người đó, khi chúng ta có thời gian, có điều kiện, chúng ta có thể cầu xin cho họ trong lúc chúng ta solah. Chúng ta có thể cầu xin cho họ khi chúng ta ngồi một mình và bất cứ thời gian nào đó chúng ta cảm thấy muốn cầu xin cho họ. Thì tốt nhất là chúng ta nên cầu xin trong lúc solah, đặc biệt nhất là trong lúc sujud, bởi cái khoảng cách gần nhất của người Muslim đối với Allah đó là khi cái người đó sujud. Và một điều liên quan đến hình thức dua thứ ba này mà người tín đồ Muslim cần lưu tâm đó là chúng ta không được ấn định ngày giờ và tập trung mọi người lại thành nhóm cùng nhau đồng loạt dua theo người dẫn đầu, bởi vì đây không phải là sunnah của thiên sứ mà Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cũng như không phải là sunnah của các vị Sahaba của người. Người Muslim không nên tập trung lại làm thức ăn rồi cùng nhau zikir và dua cho người đã khuất một cách tập thể trước bữa ăn đó. Đây là việc làm hoàn toàn không có trong sunnah của thiên sứ Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cũng như sunnah của các vị Sahaba của người. Có thể nói việc nấu thức ăn rồi mời họ, rồi mời mọi người đến cùng nhau zikir và dua cho người đã khuất trước bữa ăn là một hành động bắt chước những người thờ bục tượng và đa thần, khi mà họ, khi mà những người kafir này thường làm tiệc dỗ cúng và khấn vái cho người đã, cho người thân của họ đã khuất. Một điều liên quan đến cõi barzakh tiếp theo nữa đó là có chuyện người chết quay trở lại cuộc sống trần gian hay không. Thì trên các trang mạng internet có đăng tải thông tin về một số người đã chết rồi quay trở về trần gian sau vài ngày chôn cất hay là sau một thời gian trong mộ. Điều này có thật hay không? Và Islam giải thích sao về sự việc này? Người Muslim chúng ta cần biết rằng một người khi thực sự chết đi thì không bao giờ có thể trở lại cuộc sống trần gian lần nữa, bởi vì Allah Subhanahu wa ta'ala đã khẳng định điều này trong lời phán của Ngài: Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Rồi khi một trong số họ đối diện với cái chết, y mới gian nài cầu xin lại thượng đế của bề tôi, xin ngài hãy cho bề tôi được quay lại trần gian, chắc chắn bề tôi sẽ hành đạo và làm điều thiện tốt mà bề tôi đã bỏ qua. Không, Allah đã bảo không, quả thực đó chỉ là lời nói thốt ra trên môi mà thôi, có nghĩa là các ngươi, tức là người chết không được phép quay trở lại trần gian nữa. Và Allah nói rồi trước mặt họ là cõi barzakh ngăn cách họ với trần thế cho đến ngày họ được phục sinh. Thì đây là câu kinh đã khẳng định rằng người chết một khi đã chết thì không bao giờ có cơ hội trở lại trần gian một lần nào nữa. Còn việc mà có thông tin rằng có người sống trở lại từ cõi chết sau khi được chôn cất một số ngày gì đó thì đấy hoặc chỉ là chuyện bịa đặt, hoặc có thể chỉ là trường hợp hy hữu rằng một người chưa thực sự chết nhưng những người xung quanh tưởng người đó đã chết và đã chôn cất anh ta trong tình trạng như thế, rồi sau đó anh ta tỉnh lại dưới sự cho phép của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì nói về việc người chết quay trở lại trần gian, có không ít người Muslim với niềm tin lệch lạc do ảnh hưởng từ các tôn giáo đa thần đã tin rằng sau khi chết, linh hồn của một số người có thể sẽ ở lại quanh quẩn bên người thân nếu người thân của y không làm cơm hay không làm đám tiệc cầu nguyện cho y. Những người Muslim này nói rằng người chết sẽ về quán than với người thân nếu người thân không làm các bữa tiệc cầu nguyện cho họ. Một số người trong nhóm người này còn quả quyết đã từng nghe hoặc đã từng nhìn thấy những người chết hiện thân trở về nhà than khóc, đòi họ làm các bữa cơm cầu nguyện cho họ. Thì đây toàn là những điều bịa đặt không có thật, đi ngược lại với giáo lý đức tin đúng đắn của Islam, khác với những điều mà thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mang đến.
Nếu thực sự có chuyện ai đó nhìn thấy hình hài của những người chết quay về hoặc nghe được tiếng nói của họ trong đêm tối hay vào thời khắc nào đó trong ngày, thì người Muslim hãy biết rằng đó chắc chắn không phải là những người chết trở về từ cõi Barzakh, mà có thể đó là những tên jin được gọi là Qarin. Jin Qarin này được giao nhiệm vụ ở bên cạnh từng người trong con người chúng ta để ngăn cản chúng ta làm việc tốt. Allah subhanahu wa ta'ala đã phán cảnh báo về sự việc này khi Ngài phán: وَمَيْ يَعْشُ أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Ai nhắm mắt làm ngơ trước lời nhắc nhở của đấng độ lượng, ta sẽ chỉ định một tên Shaitan làm Qarin, tức là đồng hành với y. Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Ma minkum min ahadin illa wa qad kulla bihi wa kullun bihi qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al-mala'ika." Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Một người trong các ngươi đều có một Qarin từ jinn và một Qarin từ thiên thần đồng hành đi cùng." Các vị Sahaba nói: "Ngay cả người cũng có nữa sao, thưa thiên sứ của Allah?" Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Wa iyaya وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ." Kể cả ta, có điều Allah đã giúp ta khống chế nó và nó đã quy thuận Islam, bởi vậy nó chỉ bảo ta làm điều tốt mà thôi. Hadith do Muslim ghi lại. Thì Jin Qarin này là bạn đồng hành của chúng ta từ lúc lọt lòng mẹ cho đến khi chúng ta trở về do Allah subhanahu wa ta'ala. Do đó, khi một người chết đi, tên Jin Qarin của từng người, của cái người đó, có thể biến hóa thành hình dạng của anh ta để hù dọa những người còn sống, nếu như người còn sống này có niềm tin bậy bạ. Và một số tên Jin có thể thường biến hóa thành hình dạng của người đã chết để hù dọa con người vì bản tính quỷ quái của chúng. Như vậy, nếu người Muslim nào nhìn thấy hình dạng hay nghe được tiếng nói của người đã chết trên thế gian, thì y cần biết và khẳng định ngay rằng đấy là Jin Qarin của người chết đó, chứ không phải người chết đó quay trở về thế gian. Một điều liên quan đến cõi Barzakh tiếp theo nữa, đó là người sống không được khấn vái nhờ vả đến người chết. Thì liên quan đến vấn đề này, tất cả mọi tín đồ Muslim nam nữ phải biết một cách chắc chắn rằng việc cầu xin, khấn vái nhờ vả và thề nguyện đến người chết là đi ngược lại với giáo lý Islam, là sự điên rồ trong trí tuệ. Đi ngược lại với giáo lý Islam là bởi vì những việc làm đó thuộc hành vi shirik, tổ hợp các thần linh ngang vai cùng với Allah subhanahu wa ta'ala, bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. Allah đứng tối cao đã phán: "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Và các masjid đều là của Allah, do đó các ngươi không được cầu nguyện khấn vái một ai khác cùng với Ngài trong đó. Và Allah subhanahu wa ta'ala còn phán rằng: وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ai cầu xin một thần linh nào đó cùng với Allah mà không có bất cứ bằng chứng nào cho việc làm đó, thì việc tính sổ y thuộc về thượng đế của y, quả thật những kẻ vô đức tin sẽ không thành đạt. Và trong câu kinh khác nữa, Allah subhanahu wa ta'ala phán: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوا مَا بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala phán: đó là Allah, thượng đế của các ngươi, mọi quyền thống trị đều thuộc về Ngài. Còn những kẻ mà các ngươi cầu nguyện ngoài Ngài không nắm quyền chi phối bất cứ thứ gì, cho dù đó chỉ là một lớp vỏ chà là. Nếu các ngươi cầu nguyện chúng, các thần linh ngoài Allah, thì chúng sẽ không nghe được lời cầu nguyện của các ngươi. Và cho dù chúng có nghe được đi chăng nữa, thì chúng cũng không thể đáp lại lời cầu nguyện của các ngươi được. Vào ngày phán xét, chúng sẽ phủ nhận việc các ngươi tổ hợp chúng với Allah. Và không ai có thể nói cho ngươi, hỡi thiên sứ Muhammad, biết sự thật giống như Allah đấng thông toàn cả. Chương 35 Al-Fatir, câu 13 và câu 14. Còn nói việc cầu xin, khấn vái, nhờ vả và thề nguyện đến người chết là sự điên rồ trong trí tuệ.
Đó là khi chúng ta nhìn những ai cầu xin khấn vái người chết trong các khu mộ, chúng ta sẽ thấy họ cầu xin và khấn vái những điều mà người chết không có khả năng, ngay cả khi họ còn sống, hoặc họ cầu xin những điều mà họ có khả năng hơn người chết, bởi vì họ còn sống và có sự lựa chọn. Còn những người chết là những người đã chấm dứt hoàn toàn với cõi sống trần gian và họ không có khả năng làm bất cứ điều gì liên quan đến cõi trần nữa. Cần phải lưu ý điều này khi trình bày đến vấn đề sự nghe thấy của người chết trong mộ, bởi lẽ đã có không ít người có ý nghĩ và hành động sai lệch. Hơn nữa, các việc làm đó là những cánh cửa rơi vào tội shirik. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ và che chở tránh khỏi nó. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ, hướng dẫn và soi sáng. Và một điều liên quan đến cõi barzakh tiếp theo nữa, đó là linh hồn trong cõi barzakh có được đi thăm viếng nhau và quan tâm đến nhau hay không? Thì đây là vấn đề thuộc cõi vô hình mà chúng ta không thể biết được ngoại trừ những gì được thông điệp qua các lời mặc khải của Allah. Quả thật, Kinh Quran và Sunnah của Thiên Sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã trình bày rõ về vấn đề này. Các linh hồn được phân thành hai thành phần, các linh hồn bị trừng phạt và các linh hồn được hưởng sự an lạc và hạnh phúc. Các linh hồn bị trừng phạt thì luôn bận rộn với sự trừng phạt nên không thể thăm viếng và gặp gỡ nhau. Còn riêng các linh hồn được hưởng sự an lạc và sự yên nghỉ hạnh phúc thì không bị giam cầm, nên họ có thể gặp gỡ, thăm viếng nhau và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trên thế gian. Tất cả các linh hồn thuộc thành phần này sẽ ở cùng với những người mà họ yêu thương trên thế gian, nếu những người đó cũng thuộc thành phần này cùng với họ. Linh hồn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam của chúng ta làm bạn với những người ở trên cấp bậc cao nhất. Allah phán: "Wa may yuti'i Allaha wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ai tuân lệnh Allah và Thiên sứ Muhammad thì họ là những người sẽ được ở cùng với những người đã được Allah ban cho ân huệ thuộc hàng ngũ các vị Nabi, các vị Siddiq, những người Shahid và những người ngoan đạo. Thật tốt đẹp thay cho sự đồng hành với những người đó. Học giả Ibn al-Qayyim nói, sự cùng hội cùng thuyền này là cố định trên cõi trần. Cõi Barzakh là cõi vĩnh hằng. Một người sẽ ở cùng với những ai mà y yêu thương trong cả ba cõi này. Allah phán: "Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." Này hỡi linh hồn thanh thản, tức là linh hồn của người ngoan đạo và tuân lệnh Allah, ngươi hãy trở về với thượng đế của ngươi bằng sự hài lòng và được hài lòng. Hãy vào cùng với đám bầy tôi của ta và hãy vào thiên đàng của ta. Có nghĩa là này hỡi linh hồn ngoan đạo, ngươi hãy nhập vào cùng với hội của họ, là những bầy tôi ngoan đạo. Đây là lời được nói với linh hồn lúc chết. Thế Allah subhanahu wa ta'ala đấng tối cao cho biết về những người shahid và những người hội ngộ của họ sau khi đã chết shahid. Ngài phán: "Hỡi ngươi, hỡi thiên sứ Muhammad, chớ được nghĩ rằng những người đã bị giết vì con đường chính nghĩa của Allah đã chết. Ngược lại, họ vẫn đang sống nơi thượng đế của họ và họ được ban bố bổng lộc thật đầy đủ. Họ thực sự đang vui hưởng hồng phúc mà Allah đã ban cấp cho họ và họ báo tin mừng cho những ai chưa nhập đoàn với họ ở đằng sau họ rằng những người hy sinh vì con đường chính nghĩa của Allah sẽ không phải lo sợ cũng sẽ không buồn phiền." Thì câu kinh này là bằng chứng cho thấy sự hội ngộ của họ ở bờ cõi ở ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó là họ vẫn sống và được cung dưỡng bổng lộc đầy đủ ở nơi thượng đế của họ. Và nếu như họ vẫn sống thì họ sẽ gặp gỡ nhau. Khía cạnh thứ hai đó là họ báo tin vui cho những anh em đồng đạo của họ về việc những người anh em đồng đạo đang sắp đến với họ và về việc những người đó sẽ gặp gỡ họ. Khía cạnh thứ ba đó là từ cái cụm từ họ báo tin vui trong tiếng Ả Rập. Có nghĩa là họ báo tin vui lẫn nhau, tức người này báo tin vui cho người kia trong nhóm của họ. Và một trong những bằng chứng rằng các linh hồn cũng cùng những người có đức tin sau khi chết sẽ gặp gỡ nhau là hadith do ông Abu Huraira thuật lại. Nabi nói: "Khi người có đức tin sắp chết, các thiên thần nhân từ sẽ đến với y mang theo miếng vải màu trắng mịn. Họ nói: này linh hồn, hãy đi ra một cách hài lòng và mãn nguyện để trở về với Allah, và thượng đế sẽ không giận dữ." Thế là linh hồn đi ra giống như có một hương thơm của xạ hương toát ra. Họ tiếp nhận lấy linh hồn và đưa lên trời, và hương thơm vẫn cứ lan tỏa. Khi lên đến cửa trời, các thiên thần
Trên trời nói, ôi, các ngươi mang hương thơm gì từ cái đất, từ trái đất lên lên thế? Rồi họ mang đi đến những linh hồn có đức tin khác. Những linh hồn đó rất vui mừng khi gặp linh hồn này. Họ nói, người này thế nào? Người này thế nào? Một số linh hồn có đức tin khác nói, các người hãy tránh xa ra, hãy bỏ mặc y, tức đừng bu lại, bởi vì y đã phải chịu sự mệt mỏi ở trần gian. Những linh hồn khác lại nói, chẳng phải y đã đến với các người rồi đấy sao? Họ nói, y còn phải được đưa đi gặp quả ngục nữa. Còn khi người vô đức tin sắp chết, các thiên thần trừng phạt sẽ xuất hiện với miếng vải thô kệch. Họ nói, hãy mau xuất ra với giận dữ và với lòng giận dữ và sự phẫn nộ của Allah đối với nhà ngươi. Hãy xuất ra để đến với sự trừng phạt của Allah tối cao. Thế là linh hồn xuất ra mang một mùi hôi thối giống như mùi hôi thối của xác chết bị thối rữa. Mùi hôi thối cứ lan tỏa. Các thiên thần nói, các vị mang đến mùi hôi gì mà kinh tởm thế này? Rồi y được đưa lên với những linh hồn vô đức tin. Thì hadith này do An-Nasa'i, Ibn Ibn và Hakim ghi lại. Thì đến đây là chúng ta đã xong cái phần 3 của Thế giới Barzakh. Nói về một số điều liên quan đến cõi Barzakh, thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala thương xót bầy tôi, thương xót cha mẹ của bầy tôi và cùng tất cả những anh chị em đồng đạo của bầy tôi. Wa sallallahu wa sallam ala abdina abdika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.